Các bác sĩ của khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Sản Nhi An Giang vừa áp dụng thành công kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên trong điều trị và cứu sống một trẻ sơ sinh bị dị dạng lồng ngực. Đây là kỹ thuật phức tạp và lần đầu tiên được các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi An Giang mạnh dạn áp dụng vào điều trị và cứu sống được bệnh nhi. Trước đó, giữa tháng 7 năm 2019, chị Quỳnh Thị Kim Phụng, 25 tuổi, ngụ ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bị vỡ ối sớm sinh non. Em bé bị dị dạng lồng ngực, cột sống, nhão cơ quanh, nhiễm khuẩn huyết. Việc áp dụng thành công kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên điều trị cho trẻ sơ sinh đã mở ra hướng điều trị mới cho trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng, hạn chế chuyển bệnh lên tuyến trung ương.